Trên tay mình là một cái chảo chống dính để dùng đi camping của Fine Maple nhé. Đây là một cái thương hiệu sản xuất ra những cái dụng cụ cắm trại rất là nổi tiếng đấy. Kích thước của nó 312 x 310 x 28mm, cũng khá dày nhé. Nhưng mà nó lại có trọng lượng rất là nhẹ, khoảng hơn 600g thôi. Mặc dù nó nhẹ như vậy, nhưng mà nó rất là bền chắc. Nó làm bằng một cái hộp kim nhôm rất là cao cấp nhé. Trên này được tráng mặt đá gọi là đá Mai Phan. Cái đá này nó chống chảy xước rất là cao và độ bền cực tốt nhé. Các bạn đi dã ngoại cắm trại để có những cái món ăn ngon thì phải dùng những cái chảo như này này. Thì đây là cái chảo này. Thêm cho mình một cái phụ kiện, đó là một cái khay dẫn dầu mỡ này. Các bạn kẹp vào đây. Nó có một cái lỗ. Cái lỗ này mình có thể vặn ra nhé. Mình dùng luôn cái này để mình vặn ra này. Đấy, và mình tháo con ốc này ra. Thì khi mà mình nấu thức ăn mà nó có dầu ấy, nó sẽ chảy qua cái lỗ này. Dầu mỡ nó sẽ chảy ra đây. Nó không làm dây ra những cái vị trí mà mình đang đun nấu ấy. Trong lòng chảo nó có in logo Fine Maple này. Và nó có các cái rãnh này. Mình để thịt lên đây này. Nó sẽ thoát dầu qua các cái rãnh này. Và nó sẽ làm chín thức ăn nhanh hơn. Và cuối cùng nó cho mình thêm một cái túi. Khá là chỉnh chu. Đấy, một cái túi hai ngăn. Thêm một cái ngăn lưới để mình để phụ kiện. Đũa rồi là... thì hay là gia vị nhỏ nhỏ đây mình để đây cũng được. Rất là bền và chống mài mòn rất tốt. Ngoài ra thì đây là một cái chất liệu không bị độc. Nó sẽ an toàn cho sức khỏe. Chảo mà không tốt ấy, cái chống dính mà nó tráng lên này này. Một thời gian ấy, nó sẽ rất là nhanh bị bong ra. Nó sẽ có thêm cho mình cái quai này. Cái quai gấp gọn. Đồ camping mà, phải gấp gọn các bạn nhé. Nhiệt độ dù có lớn đến mấy, hai cái quai sách này này. Các bạn sờ thoải mái nhé. Không gây bỏng tay. Mà cái chảo rất là rộng nhé. Đun nấu cho cả một cái nhóm lớn ấy. 6-7 người thoải mái. Và một cái điểm hay nữa là vệ sinh rất là nhanh. Sau khi mình rán thịt xong này, rất nhiều dầu mỡ nhá. Đó, mình sẽ thử vệ sinh xem là như nào. Mình sẽ lấy cái giấy mình lau thử thôi nhá, xem là nó có sạch không. Tức là khi các bạn đi cắm trại, các bạn có thể dùng giấy các bạn lau đi, xong các bạn cất vào trong cái túi. Về các bạn có thể rửa lại nhá, nếu mà ở chỗ đấy không có nước nhá. Còn khi mà mình dùng giấy mình lau này, gần như là đã sạch hết rồi. Có một cái lưu ý khi mà vệ sinh cái này nhé. Vì đây là một cái lớp chống dính mà. Các bạn không nên dùng những cái cọ son để các bạn cọ vào đây nhé. Làm mất cái lớp chống dính này đi nhé. Để mà nói là đi cắm trại thì đúng là nướng than hoa thì bao giờ nó cũng có những cái vị đặc biệt, vị ngon, vị thơm của cái mùi củi, mùi khói đấy. Nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng mang cái bếp nướng đi cả. Bởi vì nó sẽ mất khá là nhiều diện tích. Đi vào mùa hè nhóm một cái lò lên, các bạn dùng bếp nướng, bếp củi thì nóng lắm, không chịu đâu. Thì cái này các bạn dùng bếp ga vẫn có thể nướng đồ nhé. Và thực sự mà nói thì để mà mức độ an toàn ấy, nướng đồ trên những cái chảo này thì nó sẽ không làm cháy thịt, không gây ung thư. Mình mới chỉ cho thịt vào thôi, nó nướng rất nhanh nhé. Nó làm nóng cái chảo này rất là nhanh. Mình chưa từng thấy một cái chảo nướng nào mà mình đã từng sử dụng mà nó lại có thể làm nóng nhanh như vậy, dẫn nhiệt rất tốt. Cái lỗ thoát dầu và cái máng thoát dầu này hoạt động rất hiệu quả nhé. Không như các cái chảo khác nó không có lỗ này này. Mình cầm cả cái chảo, mình chắt, nó vừa dễ gây bỏng, khả năng cao nó sẽ làm cho thức ăn ở trong chảo rớt ra ngoài. Link của sản phẩm mình đã để ở phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.